Bạn sẽ liên tưởng đến hình ảnh gì khi nhìn vào tòa tháp có thiết kế vô cùng bắt mắt này? Trung tâm tài chính CTF Thiên Tân là một tòa nhà chọc trời siêu cao nằm ở Thiên Tân, Trung Quốc, là một khu phức hợp khách sạn, trung tâm mua sắm, văn phòng làm việc, hoàn thành vào năm 2019 với độ cao 530m, là tòa nhà cao thứ 8 trên thế giới, bao gồm 101 tầng với 97 tầng nổi và 4 tầng hầm và hiện cũng đạt kỷ lục là top 3 tòa nhà cao nhất Trung Quốc. Trung tâm tài chính CTF Thiên Tân được thiết kế bởi SOM và A Group của Mỹ dưới sự đầu tư của tập đoàn trang sức hùng mạnh Châu Tài Phúc của Hồng Kông lên đến 1,2 tỷ đô la Mỹ và được xây dựng bởi nhà thầu trong nước là Cục Xây dựng thứ 8 Trung Quốc. Lấy ý tưởng từ chiếc vương miện lấp lánh kiêu sa truyền thống của lịch sử, một tòa tháp mảnh mai đã được ra đời với hình vuông làm phần đế và hình dáng thuôn dần từ dưới lên trên. Đôi khi tòa nhà lại giống như một chiếc chốt để chơi bowling. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2013 với tổng diện tích xây dựng khủng là 185 x 171 m, trong đó đường kính của tường vây móng cọc là 85 m, bao gồm các cọc dài 71 m có trọng lượng 1.300 tấn, chôn sâu đến 90.5 m. Sau đó một đế tựa bê tông dài 5.5 m cũng được dựng lên. Tòa nhà được tích hợp 8 cột trụ siêu lớn uốn cong dần khi lên cao để làm tăng sự thích ứng với các nguy cơ về địa chấn và chịu được tải trọng lớn của cả hệ thống. Bên cạnh đó, điểm nhấn nằm ở mặt tiền bao gồm các đường cong nhấp nhô ở nhiều vị trí khác nhau giúp tháp vô cùng cuốn hút. Thiết kế này cũng giúp tháp giảm thiểu diện tích bề mặt tiếp xúc với gió, nắng và độ ẩm. Nghiên cứu của các kiến trúc sư đã chỉ ra rằng các lực tác động do sự đổ xoáy có thể được kiểm soát bằng cách làm thon gọn mặt đứng của tháp và làm mềm bất kỳ góc nhọn nào. Theo hiệu ứng thiết kế, vào ban ngày tòa nhà sẽ tối ưu hóa việc đón ánh sáng mặt trời để hiển thị nhiều màu sắc khác nhau, và vào ban đêm đỉnh tháp phát sáng như một viên kim cương. Hệ thống chiếu sáng của tháp bao gồm hơn 30.000 đèn LED và thiết bị được lập trình vào khoảng 15.000 tấm kính thủy tinh để tạo ra các hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Tổng diện tích xây dựng của dự án khoảng 390.000 m². Tòa tháp đã tiêu tốn một số lượng kết cấu thép khổng lồ khoảng 42.000 tấn. Theo đó, chỉ có khoảng 3.000 công nhân để tham gia xây dựng. Ở tầng 92 của tòa tháp cũng có một đài quan sát thuộc top cao nhất của thế giới, có tên là Skyline View. Hệ thống 81 thang máy nhanh nhất thế giới với tốc độ 10 m/giây của hãng Otis giúp bạn chỉ mất 50 giây để lên đỉnh. Tòa tháp ra đời như một nhân chứng sống lừng lững giữa bầu trời ở Thiên Tân, minh chứng cho sự phát triển vượt bậc và xứng đáng là trung tâm tài chính lớn của cả nước. Vậy còn bạn có khâm phục công nghệ xây dựng của Trung Quốc? Hãy để lại comment nhé!